Em cứ biết con anh đi đâu anh đi đây. Nãy giờ tao chỉ thấy mấy bà bế con, anh này có con đâu mà bế thế này. Con ai? Thưa cha, con của con ạ. Mẹ ở đâu? Dạ mẹ nó ngồi kia mà mẹ nó lú nên đâm ra con phải bế ạ. À rồi, con được bế chứ lại con phải bế. Không phải là cứ mẹ là phải bế con, bố bế con được không? Được không? Bố thay tã cho con được không? Bố đút cơm cho con ăn được không? Bố cho con uống được không? Được không? Anh trả lời lại, được không? À, vũ sữa coi như bên ngoài thì được ạ. Đúng, một tròng hát tay thưa anh xem. Đúng rồi, khi này tôi nói là bố cho con bú sữa mẹ được không thì ông bảo không được. Còn tôi bảo bố cho con uống sữa, sữa em xua, sữa ông thọ được không? Được, chị biết, chị biết, chị biết. Rồi, cho nên là anh đi lên xuống thì xin vui lòng đi sang hai bên nhá. Rồi, bây giờ anh cho biết là anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Thưa cha và cộng đoàn, con đến đây trước tiên là cảm tạ Chúa, sau là cảm ơn cha và cộng đoàn. Vợ chồng con vợ chồng con là hiếm muộn, không phải là hiếm muộn nhưng mà con sinh được hai cháu, con muốn sinh thêm một cháu nữa nhưng mà con không sinh được. Cách nhau 15 năm. Vậy cách nhau bao nhiêu năm? 15 năm ạ. 15 năm chứ phải 15 năm. 15 năm phải không? Ba con số năm. Có anh chàng anh vô quán cà phê, anh ấy uống cà phê xong rồi anh muốn hút điếu thuốc, muốn mua bao thuốc. Như vậy, ê chủ quán, thế là sao anh muốn gì? Cho bao 550 năm. Tôi bảo dạ thưa anh có muốn cái gì? Tôi nói là cho bao thuốc 550 năm. Anh bảo dạ thưa ở đây không có thuốc lá nào 550 năm cả. Thuốc nào làm gì mà tới 550 năm? Bảo có, tôi thấy như kìa kìa. Đâu chỉ cho tôi coi, cái nào? Ông chỉ vào, dạ thưa thuốc 3 số 5. Mà ông gọi là thuốc 550 năm. Rồi, 15 năm anh không có con, rồi làm sao, chuyện gì xảy ra? Dạ con, vợ chồng con đến đây và xin cha cầu nguyện và đặt tay. Sau về con một tháng sau thì cháu vợ con có thai. Và hôm nay con vợ chồng con sinh được cháu trai đây. Và dạ cháu được 4 tháng rưỡi ạ. Mà cháu du xe bệnh mất. Bây giờ con đâu ngoài xóm này chết luôn đâu ơi. Thưa cha, du xe Nguyễn Bảo Anh. Nguyễn Bảo Anh được 4 tháng rưỡi, giờ nó bao nhiêu ký? Dạ cháu được hơn 8 ký ạ. Dạ lúc đầu cháu được 3 ký ạ. Một trong hát tay thật lớn thưa anh chị em. Đây là thằng bé được gặp, được cho tôi đăng ký. hai ông đàn ông bế đứa bé chả làm sao cả. Rồi anh tên là gì và cho anh tên gì ở đâu? À, con là Nguyễn Văn Du Xe, Nguyễn Văn Tiền, con ở cháu sư Phúc Sơn, chồng bom Đồng Nai. Vâng, anh Tiền, còn là chị Bạc đâu? Đó, vợ con tên là Trần Thị Hương. Sao anh biết được cái giáo điểm tiêm mừng anh đến cầu nguyện để sau 15 năm anh có được đứa con ngày hôm nay? Thưa cha, con được một người anh ở gần đó giới thiệu cho con từ đầu năm, từ cuối năm 2015. Sau khi con tới đây là đúng vào ngày Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc về làm phép và con là đọc và cho ba gia, cho ba thế hệ đúng vào ngày đó đấy ạ. Ngày rửa tội cho một nhóm 12 người mà trong đó thì có ba thế hệ là công việc loan báo tin mừng tại giáo điểm tin mừng này phát triển ngay từ thời Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô còn sinh thời và ngài đã về đây 4 lần và rửa tội cho về đây là 13 lần, trong đó thì có 4 lần rửa tội cho
những nhóm những người học giáo lý theo đạo gọi là Tân Tông, trong đó có một gia đình là ba thế hệ, là người bà nội, là người con và người cháu. Đây là gọi là tác phẩm đầu tay của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc khi ngài về giáo điểm Tin Mừng này. Hôm đó là có khoảng 12, 13 người được rửa tội đầu tiên tại giáo điểm Tin Mừng, mà trong đó thì có một gia đình là ba thế hệ, người bà nội, đời đứa con và đứa cháu. Và bây giờ thì anh đã đến đây, tôi gửi tặng cho vợ chồng anh thêm máy 307 dạng lòng Chúa thương xót. Như anh đã được người bạn dẫn anh đến, bây giờ anh cũng trở thành người đi dẫn những người khác đến với lòng Chúa thương xót. Đấy là việc loan báo tin mừng. Đó là việc loan báo tin mừng. Dạ có lên, đó là việc loan báo tin mừng. Và là loan báo lòng thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi, xin mời. Con Phạm Thị Mỹ Phương ở Khánh Hòa, con đến đây con được hai ơn. Một ơn thứ nhất là nhà con vừa rồi, hôm tháng 9 năm vừa rồi, em con ra nước ngoài xong bị bệnh ung thư. Mà khi con biết được ở nơi đây là che chữa như vậy, biết là đã muộn rồi. Em con gần qua đời thì con có nhờ con em nó nhắn tin giùm, nó chỉ cho con.